hợp tác vui vẻ. Chết mẹ rồi thì có thằng chơi mình. Ông ba, đưa lại. Tôi nói sao rồi, có khai thác được gì chưa? Chưa. Tạm thời vẫn tập trung khai thác bọn nó để dò ra tên đầu đảng. Tôi biết rồi. Chuyện bắt tên đầu đảng và truy tìm bóng ma phải tiến hành song song cùng một lúc. Tôi đã có lực này. Bao nhiêu phẩm thân đàn ông đầu kết của cú đá đó thì phải. Tên Tròn Nguyện vẫn luôn tìm cách phá rối và giành địa bàn với chúng ta. Thế lực của tên Tròn rất mạnh. Nếu sếp ra lệnh thì em sẽ khử nó ngay. Không được gây ồn ào. Yes sir. Bóng ma, xin hãy giúp tôi. Tôi sẽ cho anh tiền để dứt nợ với ba thằng, nhưng với một điều kiện, anh hãy vào băng tài lì và làm tay trong cho tôi. Thực ra là em tới đây chủ đến với anh. Đúng là băng của anh gặp hên rồi. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em để lấy lại chiếc đồng hồ từ tụi nó. Dạ, em cảm ơn anh. Sao giờ này nó chưa tới nữa ta? Thằng này chắc muốn ăn đòn quá. Chưa tới giờ mà. Ủa mày chưa bán cái đồng hồ hả? Ngu gì bán, đồng hồ đẹp quá trời mà. Để lại xài chơi chứ. Vậy chúng nó đưa đủ tiền, mày cũng phải đưa đồng hồ cho nó thôi. Anh à, em tính như vậy. Hay là mình về đi anh. Cứ tự tin mà ra đó đi. Nhưng mà không sao đâu, có anh ở đây mà. Nhớ làm những gì anh chỉ. Dạ. Đi đi. Mày ngu quá. Tiền nó đưa thì chuyện nó đưa, mình lấy thì cứ lấy. Nó dám lên tiếng hả? Tao bẻ răng nó liền. Nó kìa, ra mày bẻ răng. Mấy anh đừng có bẻ răng em. Răng em cứng lắm. Hôm nay mày ngon quá ha. Mày muốn ăn đòn phải không? Có ai mà thích ăn đòn chứ. Vậy thì khôn đó. Tiền đâu? Đưa đây. Mày giỡn mặt với tao hả? Mấy anh đưa đồng hồ đây, tôi đưa tiền. Đồng hồ. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn đòn mà. Mày ngon lắm. Mày hả bữa? Cùng mày hả? Đồng hồ đâu? Đưa đây. Đồng hồ đâu? Đưa đây. Tiền nữa, móc ra. Dạ không có. Không có mày. Nè anh, móc hết ra. Hết rồi. Hết rồi mày. Anh ơi, tiền của em. Tiền này mày trước lột bạn tao đúng không? Dạ không có. Phải không? Dạ không phải. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của em á. Mày cũng biết đổ mồ hôi nước mắt để kiếm tiền hả? Đủ láo hả mày? Anh, tiền của em. Anh ơi, cho em. Tao trả lại cho mày đó. Từ đây về sau, hãy tao là né nha.
Nhiều đó ha. Nếu mà ok, chắc ông chủ cũng thưởng cho mình khá khá đó. Vừa thành công thì đừng nói trước chuyện gì. Lát nữa mày giao hàng, mày nhận tiền. Hàng mới này tụi mình rất thích, nhớ cẩn thận đó. Ở Việt Nam tôi giao toàn quyền hành động cho cậu. Đừng để thất bại. Tôi tin tưởng vào cậu. Nhớ, đừng để tôi phải thất vọng. Tôi đến đây để nhận hàng. Anh có thể cho tôi xem hàng được chứ? Ok. Đây là hàng mới. Hàng này Cam rất cần đó. Tình hình bên đó thế nào rồi? Dạ dạ, giao dịch thất bại rồi thưa ông chủ. Tôi đã dặn cậu phải cẩn thận, mà cậu vẫn để xảy ra là sao? Dạ xin lỗi ông chủ. Em bây giờ xin lỗi được cái gì nữa? Bây giờ phải tìm bắt cho bằng được thằng phóng vai cho tôi. Tôi giao cho cậu làm sát thủ trong vụ này đó. Đừng để tôi thất vọng thêm một lần nữa. Dạ em biết rồi ông chủ. Mẹ nó thằng bóng mày. Đôi ba đôi bóng đôi xoay gì đâu à? Tôi theo. Bởi vì nói bà từ nãy giờ thôi, giờ tôi đặt theo bà. Tôi theo luôn. À, đừng có đặt theo tôi. Mày lại. Tao lộn đủ người đâu. Từ bây giờ thằng nào mà ghé thằng bài ba thằng, thằng sẽ giết chết hết. Tụi bay nghe nói chưa?
Ông Năm ơi. Ừ. Ờ, cậu Vinh đó hả? Ông Năm khỏe không? Ừ, tôi vẫn khỏe. Con có chút quà biếu ông Năm đây. À, cảm ơn cậu. Cậu cho quà nhiều quá, làm sao mà tôi ăn hết được? Hay là cậu qua nhà người khác cho một ít đi? Ông Năm yên tâm đi, mọi nhà có phần hết rồi. Với lại ở trong này có thuốc chuyên về chữa khớp, ông Năm nhớ dùng nha. À, cảm ơn cậu. À con bé, mau lại ông cho bánh nè. Dạ cảm ơn ông. Ừ. Cũng may là nhà cậu Vinh nên cả cái xóm nghèo nè cũng đỡ khổ. Con có giúp gì được cho xóm mình đâu. Ủa, cô bé này là con của ai vậy? Sao con thấy lạ? À, con bé nó cũng vừa mới tới đây. Nó lang thang khắp xóm, ai cho gì ăn nấy. Không ai nhận nuôi em bé hả? Có chứ. Xóm này tuy nghèo nhưng mà nhiều người tốt lắm. Có người hàng xóm đón nó về nhà ở mà nó không chịu. Cho nó ăn cái gì thì nó ăn cái đó. Ông Năm có biết gia cảnh cô bé này không? Nghe đâu á thì mẹ nó mất do nghiện ma túy. Còn ba nó đó, thì đang nằm ở trại cai nghiện. Nhà thì nghèo, không có họ hàng giúp gì hết. Nên người ta muốn đưa nó vô cô nhi viện mà nó không chịu, cứ nhất quyết là đòi ra ngoài gặp ba. Được rồi, cảm ơn ông Năm. Ông Năm vô nghỉ đi. Ừ, cảm ơn cậu. Ăn từ từ, không thôi nghẹn đó. Không quen đi đi. Nè, đừng bướng bỉnh nữa, uống nước đi cô bé. Sao, em đang nhớ đến ba đúng không? Anh đưa em đi gặp ba nha. Ủa sao tới trễ vậy đại ca? Tới trễ mà còn không ai mở cửa nữa. Mở cửa. Ba kìa. Ba.
Ba ơi, ba, anh nhìn dẫn con đến thăm ba. Chào anh, tôi là Thành Vinh. Tôi nhờ anh chăm sóc bé Hiền giúp tôi. Tôi mang ơn anh nhiều lắm. Ngoài tôi ra, bé Hiền chẳng có bà con thân thuộc gì khác. Còn tôi thì sắp... Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho bé Hiền. Ngoài tôi ra, bé Hiền sẽ có thêm một người mẹ. Như vậy tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu lỡ tôi còn ra đi, ba, ba đừng có chết bỏ con nha ba. Ba đừng bỏ con đi nha ba. Ba ơi, ba ơi, ba đừng bỏ con nha ba. Tôi... Bác sĩ à, tình hình sức khỏe ba bé Hiền sao rồi? Tôi nghĩ là không qua khỏi, vì ông ta đã chuyển qua giai đoạn S. Vậy còn bé Hiền thì sao? Nếu muốn biết bé Hiền thì chúng ta phải làm xét nghiệm thôi. Vậy thì làm phiền bác sĩ. Anh gọi bé lại, tôi sẽ khám cho bé. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bé Hiền. Dạ. Lại đi em. Bây giờ bác sĩ sẽ khám bệnh cho em ha. Dạ. Làm phiền bác sĩ. Dạ. Tụi bay cả bay mà làm không lại nó. Tụi nó xuất hiện bất ngờ, tụi em trở tay đâu có kịp đâu anh ba. Tao sẽ tìm ra đứa nào phá sông bài của tao. Tụi bay không yên với tao đâu. Thôi vô. Dạ. Cảm ơn anh em, cảm ơn chú Sơn. Nhà anh em và chú Sơn, sông bạc của ba thằng đã tạm thời đóng cửa.
Nào, chúng ta nâng ly. Mời. 1, 2, 3, vô. Sau vụ vừa rồi, băng ba thằng hình như đang rối. Chúng không biết băng nào quậy phá. Có lẽ chúng không biết băng mình làm. Thì đúng rồi. Từ hồi xưa tới bây giờ á, băng của tụi mình và băng ba thằng không có đụng chạm gì với nhau. Tụi nó làm khác, tụi mình làm khác. Chuyện ai nấy làm, đúng không? Chắc là tụi nó đang nghĩ có băng nào liên quan tới cờ bạc đến phá tụi nó. Tôi cũng có điều này muốn nhắc nhở anh em. Có thể là hiện giờ băng ba thằng chưa biết nhóm nào đã làm chuyện này, nhưng mà ba thằng không đơn giản đâu. Chắc chắn nó sẽ cho người điều tra. Chính vì vậy anh em cần nên phải cẩn thận. Có thể nó sẽ cho đàn em trả thù. Chú Sơn có lời nhắc nhở anh em đó. Anh em nên cẩn thận. Nhưng có điều này, có lẽ chú Sơn mới nhập băng nên chưa biết ai đó là đàn em của Tài Lì. Kẻ nào mà dám đụng đến là đụng đến Tài Lì. Do đó anh em chúng ta chỉ nên cẩn thận. Chứ chắc chắn là không sợ băng nhóm nào, đúng không? Đúng. Anh Tài nói rất đúng. Đụng một anh em của chúng ta như đụng cả nhóm của chúng ta, tụi nó phải chết. Bây giờ anh em chúng ta nâng ly để thể hiện tình cảm với anh Tài. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Tài. Về rồi hả? Qua đây con. Qua đây, qua đây. À, chị Thu à, đây là bé Hiền mà em nói với chị đó. Ừ. Bé Hiền nè, đây là mẹ Thu. Từ bây giờ mẹ Thu sẽ chăm sóc cho em đó. Từ bây giờ con ở đây với mẹ. Mẹ chăm sóc cho con nha. Bé Hiền nè, bây giờ bé Hiền có mẹ nè, lại có thêm một anh trai nữa. Gọi mẹ Thu đi. Dạ. Thôi không sao đâu, nó mới về chưa quen mà. Từ từ rồi sẽ gọi ha con ha. Bây giờ thay mẹ vô nhà. Dạ mẹ. Cảm ơn con. Vậy là chị Thu có con rồi đó. Tội nghiệp cổ trong hoài, rút cuộc cũng có. Nhìn nhỏ dạ. Dễ thương quá ha. Nè mấy bà biết không, mà cái vụ này á là cũng nhờ sự giúp đỡ chú Vinh đó. Chú giúp đỡ sớm mình nhiều lắm đó. Ừ, đúng rồi. Chú ấy không chỉ giúp đỡ về tiền bạc nha, mà còn giúp nhiều về tinh thần nữa đó. Chị tiếc có một điều á là... Bà tiếc cái gì? Chú quá đẹp trai. Trời. Mà là độc thân nữa chứ. Tôi mà có con gái là tôi gả liền á. Mấy hôm nay á, nghe xóm mình sắp có tin vui, tôi cũng chuẩn bị nè. Ủa, có quà cho con nè. Vậy cảm ơn dì Tư nha. Đẹp quá này con. Cảm ơn bà Tư đi. Dạ con cảm ơn bà Tư. Ừ. Dạ con cảm ơn tất cả mọi người. Chú Vinh muốn cảm ơn á là cảm ơn mấy đứa bé ở xóm này nè. Nó gom góp nó đưa cho tôi cái tôi đem quà. Đã đầy đủ, anh cần gì cứ nói. Ok, tốt rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn anh Tài. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Được. Lũ đàn kia. Lấy hàng tụi bay. Chị này tụi bay.
Bác sĩ à, vậy thì bây giờ tôi làm sao để kéo dài cuộc sống của bé Hiền? Tuyệt đối không cho bé biết bệnh tình của mình. Tôi sẽ cho anh một pháp đồ điều trị để anh chăm sóc cho bé thật tốt, tạo cho bé một tinh thần lạc quan và phải uống thuốc đúng chỉ định. Cảm ơn bác sĩ. Đây là số hàng mà bên anh đã đặt mua. Nếu cần thì kiểm tra đi. Không cần đâu. Dự tính của chúng ta được kiểm nghiệm bấy lâu nay rồi. Đây là 2 triệu đô và cả một bí mật mà ông chủ dành tặng cho anh Tài. Có chừng cái gì vậy? Cẩn thận. Con chạy đi nha. Con đi. Cẩn thận. Cái vali đây. Bắt xong nó, không được giết. Ông mà mình làm cái gì? Đuổi theo nó. Vali của bơm. Nhanh lên. Ê. Mẹ nó. Anh Tài, em mời anh. Vô. Thưởng cho em đó. Cái anh này đã tham lam mà còn lợi dụng nữa chứ. Mắc lệnh anh đó nha. Ai cho anh hung mà hung chứ. Trời ơi, người ta giận rồi kìa. Anh thích hung thì hung. Anh Tài này mà muốn không ai cản được đâu. Phải không đó? Vậy mà mang tiếng quen với anh đó, mà không có được gì hết trơn. Sao lại không được? Tụi em muốn gì nói với anh. Anh nói tụi đàn em nó lo cho. Em muốn chiếc xe tay ga. Tao nghe đây. Anh Tài, hàng bị tên bóng ma bắn hư rồi. Tiền cũng bị mất luôn. Cái gì? Mày nói lại tao nghe coi. Dạ, tên bóng ma đã cướp tiền trên tay của mình rồi. Hàng cũng bị bắn nát hết. Còn có mấy anh em cũng bị công an bắt nữa. Mẹ kiếp thằng bóng ma.
Vậy còn thằng Hải Sơn đâu? Dạ, anh Hải Sơn cũng đấu với nó, nhưng không được. Giờ anh cùng anh Nhật Thiên đang kia lùng tên bóng ma đó rồi. Mẹ nó. Hồi nãy á, bà chị nặng tay với tụi này quá. Bà chị làm gì hung hăng quá vậy? Ánh mắt của bà chị nặng lắm đó. Tôi nói cho mấy người biết, ngoài giờ tập, chúng ta xem như không quen biết. Bất cứ kẻ nào đụng tới tôi sẽ không yên đâu. Mẹ nó, nó mà không được sự ưu ái của ông chủ thì tao đã cho nó một bài học từ lâu rồi. Mẹ nó, lúc nãy thì làm cái bao cát cho nó luyện võ, bây giờ thì làm con mannequin cho nó nắng gân. Mẹ nó, công nhận nó nhanh thiệt. Tao chưa kịp phản ứng nữa. Đó là thành quả của hai cậu. Hai cậu phải vui lên chứ. Dạ, dạ chào ông chủ. Chào ông chủ. Tôi nói rồi, hai cậu phải vui lên. Nhờ công của hai cậu mà cô ta mới khá được như vậy. Phải biết vui mừng trước những thành quả mà mình tạo ra chứ. Dạ, em xin lỗi. Em chỉ định chọc kẹo cô ta một chút cho vui thôi mà. Ai ngờ. Nhưng rút ra được một bài học. Đừng bao giờ chọc giận một con sư tử, nhất là con sư tử bị thương, hiểu chưa? Dạ. Dạ. Tập trung tất cả mọi người lại cho tao. Tao có chuyện cần trao đổi. Dạ. Dạ. Mẹ kiếp đó, xém chút nữa tôi bắt được nó rồi. Nếu nhau đường dành với tôi. Xin lỗi, hồi nãy tôi thấy ông cũng mệt rồi, cho nên tôi mới dành với ông đánh nó. Ai ngờ. Đây là lần thứ hai liên tiếp rồi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, cái vali đó có mật mã, bóng ma nó mở không được đâu. Đúng vậy, vali được kèm mật mã. Nó có chế độ nổ tự động đó. Nếu như mở sai 3 lần, nó sẽ tự động phát nổ. Nếu mà nổ thì bóng ma nó cũng tiêu đời luôn. À mà nè, ông biết mật mã không vậy? Không. Chỉ có ông chủ mới biết, và sếp không biết thôi. Triệu tập cuộc họp này là vì vừa nhận được nguồn tin từ Việt Nam báo về. Lô hàng vừa rồi của chúng ta lại một lần nữa bị kẻ lạ mặt hất tay trên. Toàn bộ số tiền 2 triệu đô la bị cướp và lô hàng bị phá hủy hoàn toàn. Chưa kể bí mật trong chiếc vali đó. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần chúng ta bị tên bóng ma rồi cướp bê trước mặt. Mai là lần này chúng ta đã chuẩn bị an toàn, đã mã quá cái vali, có thể tạm thời tên bóng ma chưa mở được chiếc vali để lấy tiền và bí mật bên trong đó. Alo, anh Tài hả? Anh Tài đây. Chú đang ở đâu vậy?
Dạ, em biết Nhật Thiên ra ngoài đường, đang truy tìm bố ma. Chú có biết địa chỉ nó đâu không? Sao mà truy tìm được? Dạ, em cũng không biết nữa, chỉ là phỏng đoán thôi. Vậy thì về ngay đi. Dạ, em chào anh. Anh Tài kêu tôi về, hay là ông cũng về luôn đi. Chuyện truy tìm bố ma để mình tính sau. Ông về trước đi, tôi phải truy lùng cho ra thằng bố ma đó mới được. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tuần này rồi. Ok, ông tắp vô đây đi, để tôi đi taxi về. Ừ. Tôi thấy ông cũng căng thẳng lắm đó. Nghỉ ngơi thư giãn chút đi, để đầu óc thoải mái rồi tính tiếp. Ông cũng nghỉ đi. Tôi thấy sếp của ông không giống như sếp của tôi. Tôi ghen tị với ông lắm đó. Tôi đi nha. Ok. Bây giờ thì tôi có thể khẳng định Nhật Thiên không có khả năng để khống chế tên bóng ma. Tôi sẽ cử một sát thủ khác với nhiệm vụ tiêm diệt tên bóng ma để lấy lại chiếc vali trước khi rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là bọn công an Việt Nam. Đúng ra Mina phải nhận nhiệm vụ này, nhưng tiếc là cô ta đang bận một nhiệm vụ khác. Vì vậy tôi sẽ giao nhiệm vụ đặc biệt này cho một người khác. Thưa ông chủ, nếu được ông chủ hãy giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Giao cho cậu thì chắc chắn là ok rồi. Nhưng tiếc là cậu đang bị Interpol truy nã. Sẽ không hay nếu chưa hành động mà phải tra tay vào cổng rồi. Công an Việt Nam không vừa đâu. Nếu vậy ông chủ hãy để tôi đảm nhận việc này. Dù sao thì lý lịch của tôi cũng trong sạch hơn. Với một kẻ mới khử có 5 người như cậu, chắc chắn lý lịch sẽ trong sạch hơn kẻ khác. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cử một người. Khi tiếp cận tên đó, không khiến cho nó nghi ngờ. Nên nhớ, việc khử nó thì không khó, nhưng bắt nó khai ra chiếc vali thì không dễ đâu. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nên tôi phải cân nhắc sự lựa chọn. Tôi sẽ báo lại mọi người quyết định của tôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, không có sự thất bại ở đây. Nếu có, chính tánh mạng của người đó sẽ thay thế cho tên bóng ma. Bây giờ mọi người tạm thời giải tán, tất cả chuẩn bị sẵn sàng tư thế về Việt Nam nhận nhiệm vụ. Tôi sẽ thông báo nhanh sự lựa chọn của tôi. Thank you.
không được bắn. Trong vali có bom. Đúng như những gì anh ta nói, không chừng là nổ tung. Điều này chắc phải nhờ tới Quỳnh Hữu thôi. Có thể nói trong đội ngũ sát thủ, cô là người được đánh giá cao nhất về các kỹ năng, không thua kém gì Mina. Tôi sẽ tạo cơ hội để cô thực tập những gì cô đã học vừa qua. Cô sẽ được chọn về Việt Nam.